Hello 500 anh em, thì trước đây, tuần trước chúng mình đã có một cái video về lắp ASMR, cái PC màu trắng rất tinh khôi này. Nhưng mà đấy chỉ là video lắp máy thôi. Còn hôm nay thì trên tay mình thực sự là con PC 75 triệu này. Thì mình sẽ nói với các bạn, chia sẻ với các bạn những cái cảm giác mình khi mà nhìn vào con PC này, và cũng như là những cái việc mà chúng ta nên làm khi mà mới nhận một cái hệ thống bao gồm CPU Ryzen và card 3080 rất khỏe này. Nhưng mà mình nghĩ bây giờ thì rất ít các bạn có thể mua được chiếc 3080, tại vì bây giờ giá card đang tăng một cách gọi là phi mã và chưa biết bao giờ nó giảm được. Thì đầu tiên, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy, đó chính là chiếc vỏ cây Corsair 5000X và tản Corsair H100i Capelix. Thì đây là combo màu trắng, tất nhiên là màu trắng rồi. Và con 5000X này nó khác với 5000D ở một điểm, đó chính là các bạn sẽ có 3 quạt RGB ở mặt trước. Thì 3 quạt này mình thấy là nó gió nó cũng ở mức gọi là ổn, và các bạn có thể điều chỉnh tốc độ quạt thông qua Sentinel Mode. Và ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh đèn LED thông qua cái bộ điều chỉnh điều khiển Corsair IQ cùng với cả chiếc Corsair H100i Capelix này. Thì tổng thể đây là bộ máy trắng tinh tươm, và mình cũng không biết nói nào tại vì tất cả nó là màu trắng hết mà. Đèn LED RGB các bạn có thể chỉnh màu tùy ý. Nhưng mà có một vài điểm mà mình muốn nói về chiếc vỏ cây 5000X này. Thì đầu tiên, đó chính là nếu các bạn muốn chơi tản custom thì sao. Tại vì với một chiếc vỏ cây với cái giá 4 triệu rưỡi thì các bạn chắc chắn là rất ít các bạn muốn dùng tản only one như này rồi. Dùng custom nhìn là mới gọi là hoành tráng đẹp đẽ được. Thì ở đây khoảng không chúng ta có khá là rộng, và có xe để ở đây cho các bạn. Các bạn lắp một con RAT 360 vào đây thì chiều dày tối đa của cái RAT thì mình nhìn thấy nó rơi vào khoảng tầm 30mm. Tức là những cái RAT của EK hoặc là Corsair với độ dày tối đa là 30 như kiểu EK của dòng SE chẳng hạn. Còn PE thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải tháo bớt một cái này ra thì các bạn mới gắn được dòng RAT PE, tại vì PE là dày 45. Và ngoài ra khi các bạn gắn một con RAT vào đây, các bạn vẫn đủ khoảng không để gắn được một chiếc bơm như D5 vào đây này, vẫn rất thoải mái. Ở đây đang gắn là một con Innova D3080 rất là dài, anh em vẫn có thể đủ khoảng cách để gắn được một con bơm to nạc nữa ở đây. Ngoài ra ở trên nóc thì hiện tại với độ dày của chiếc Corsair H100i Capelix này thì mình chắc chắn là các bạn có thể gắn thoải mái tất cả những cái radiator từ 240, 280 đến 360 với độ dày tối đa là 25mm để có thể không bị cấn vào main. Hiện tại đây là gần như đang là tối đa rồi. Và với cái setup như thế này thì mình nghĩ là với một bộ máy các bạn có thể dùng 3080 và những CPU như Ryzen 3700X hay là 5900X hay là 10900K, sắp tới là 11900K chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng được với setup đó chính là một con RAT 360 mặt trước và một con 240 ở mặt trên, và đã đủ thoải mái tản nhiệt cho các bạn rồi. Nhưng mà có một điểm hơi buồn, đó chính là về cái khu vực này ở Corsair. Tức là khi mà các bạn Corsair không cho chúng ta hai cái giải ô ở đây để có thể gắn được bơm một cách thoải mái, mà các bạn buộc phải gắn bơm thẳng lên RAT. Thì gắn bơm thẳng lên RAT cũng được, nhưng mà nếu mà Corsair cho chúng ta một cái hàng ốc ở đây thì các bạn có thể gắn thoải mái các vị trí bơm khác và khá là ổn. Và một điểm nữa là đây là một dòng phát triển ngày trước. Nếu các bạn nhớ là trước Corsair 570X ấy, anh em nào dùng sẽ biết là những vấn đề của nó bao gồm một chính là nóng và thứ hai nó là hẹp. Thì chiếc 5000X này nó sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề đó. Đầu tiên là vấn đề về chiều hẹp ấy, thì Corsair 5000X này nó thực sự rộng hơn hẳn so với cả Corsair 570X ngày trước. Thì 570X ngày trước các bạn chỉ gắn những cạc ngắn 2 quạt thôi, còn bây giờ thì 5000X các bạn thoải mái gắn cả cạc 3 quạt và làm nước rất là tốt. Và thứ hai là chính là nóng. Thì ngày trước ấy, con 570X các bạn bị đóng chết tất cả kính ở mặt hai mặt trước này, nên là nếu mà các bạn dùng hệ thống nóng và nó rất kín gió, nên là các bạn không thể nào thổi được. Thì bây giờ 5000X này các bạn có thể tháo được cái kính này ra và đấy, kính rất là chắc nhá, mình vừa đặt phát mà không vỡ. Thì đây là một cái tấm lưới lọc nên các bạn có thể thoải mái, các bạn nếu mà các bạn cảm thấy nóng ấy, các bạn tháo cái kính này ra thì hệ thống nhiệt độ hệ thống sẽ giảm đi khá là đáng kể. Và ngoài ra ở mặt sau thì ngày trước con 570X ấy, nó sẽ rất bị hẹp và các bạn gần như không thể đóng được dây. Nhưng bây giờ với 5000X có xe rất là hay cho chúng ta. Thứ nhất là một cái tấm lưới để thông gió từ trước ra sau, và thứ hai đó chính là ở mặt sau mình cảm giác là khi mà ấn cái dây vào nó rất là rộng rãi hơn. Nó có một ngăn đóng đằng sau nên các bạn không phải nhìn thấy gọi là đống dây dợ bừa phứa đằng sau nữa. Và đấy là điểm cải tiến rất lớn và rất là tốt của dòng 5000X này so với cả các dòng cũ của Corsair. Và thực ra giá thì cũng gần như tương đương nhau thôi. Nên bây giờ chả có lý do gì anh em mua chiếc 570X cũ cả. Cứ mua 5000X đi, hoặc là cả 4000D cũng được, hoặc 5000D cũng rất là thoải mái. Rồi, đấy là về chiếc vỏ cây Corsair. Còn về tản nhiệt thì sao? Thì thứ nhất là Corsair sử dụng một nước sơn trắng và quạt trắng nhìn khá là đẹp, và đèn LED trên cái block này thì mình nhìn nó thực sự LED Corsair nó là cũng đẹp rồi. Điều khiển qua IQ các bạn có thể thoải mái, muốn chỉnh cái gì thì chỉnh. Và Corsair còn cho cái này có thể là mở ra, các bạn thay thế được, các bạn có thể gắn làm những hình in 3D, những hình của mình vào đây, thay vào đây.
Nhưng mà một điểm hơi trừ đó chính là cái phần dây của cái này này. Dây của cái thảm nước các bạn, do là dây dù và dây trắng thì các bạn yên tâm là một thời gian sau khoảng tầm 5 thì nó bắt đầu nó ngả vàng và bám bụi và rất khó để các bạn có thể thì cọ. Và một điểm trừ thứ hai của con tản này thì mình chưa lắp với Intel, mình mới lắp với AMD thôi, thì đó chính là các bạn sẽ hơi khó vặn cái này. Khi mà các bạn vặn cái ốc của block quá chặt ấy thì các bạn sẽ bung cái đầu bên kia ra, nên là các bạn phải vừa giữ tay ở dưới này và các bạn vừa vặn ốc xuống thì cái ốc nó mới không bung ra được. Nên là mình hy vọng ở các thế hệ sau thì có sẽ cải tiến cái phần hệ thống nhàm lắp đặt nó chắc chắn hơn một chút. Rồi, còn lại thì mình về ngoại hình và về hiệu năng thì mình nghĩ không có gì đáng chê trách bởi cái chiếc H100i Capelix này. Và anh em là thích Corsair thì mua luôn cả hai combo này, điều khiển thông qua cả RAM Dominator Platinum, anh em điều khiển thông qua phần Corsair IQ mà bây giờ mình sẽ ra bật ở đây. Anh em nào dùng Corsair cũng phải dùng cái IQ thôi. Thì anh em chỉnh rất nhiều thứ từ hệ thống đèn LED, anh em chỉnh đây. Anh em nhìn thấy hệ thống đèn LED của con tản này. Mình đếm đi nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15. 15 và 5 chế độ nữa. Các bạn em có 20 chế độ LED. Với cả con này là mình nghĩ ngồi nghịch cả ngày chưa hết được. Nhưng mà thực sự ra thì chúng ta về sau thì chắc là cũng chỉ cần một màu đèn LED thôi. Chỉ hết đèn LED màu trắng. Một nút ấn xong. Và ngoài ra thì cái tản Corsair Capelix này nó có một chế độ, đó chính là chế độ các bạn điều khiển tốc độ quạt thông qua cái phần mềm Corsair IQ. Thì đây họ cho chế độ, đó chính là chế độ 0 RPM. Tức là khi mà hệ thống đủ mát ấy thì quạt sẽ không quay. Nhưng hiện tại mình đang cắm một con CPU nó khá là khỏe là con 3700X, nên là quạt chúng ta vẫn đang quay và mình vẫn đang bật chế độ chơi game nữa. Nên là khi mình tắt thử đi nhá. Tắt thử cái phần Heaven Benchmark này đi này. Đó, rồi mình sẽ xem nhiệt độ CPU hiện tại đang là bao nhiêu. Nhiệt độ CPU đang là 60 độ C. Và hiện tại quạt đang quay ở mức 500 RPM nên là cảm giác nghe gần như không thấy tiếng gì cả đâu. Em khi nào chơi game nhiệt độ CPU khoảng là 78 độ, quạt nó rú lên thì mới biết được. Nên là chung là khá là mát. Và đấy là phần đầu tiên là mình nói về những cái gì của bộ máy này. Còn phần thứ hai như mình đã hứa thì đó chính là những cái việc các bạn nên làm khi mà sở hữu một cái hệ thống AMD và card như này. Điều đầu tiên khi mà các bạn sở hữu một con CPU 3700X như này này, đó chính là các bạn sẽ phải biết mức xung của nó. Thì tại mức xung của nó là 3.6 đến 4.4 GHz. Tức là trong cái điều kiện lý tưởng, tản nhiệt tốt, con CPU tốt, nó sẽ turbo lên được 4.4 GHz ở một hoặc là một vài nhân. Nhưng mà mình nghĩ là điều kiện lý tưởng đấy rất ít khi xảy ra. Tại vì hiện tại tất cả các game mà mình test, mình xem file log ấy, thì chưa một game nào CPU chúng ta lên được 4.4 GHz cả. Và hầu hết các game CPU đều hoạt động ở mức khoảng tầm 4.2 GHz toàn bộ trên 8 nhân. Và đây cũng là mức gọi là khá là ổn định của chiếc 3700X này. Nhưng mà có một vấn đề, đó chính là các bạn khi mà các bạn sở hữu chiếc CPU này về nhá, thì các bạn hoàn toàn có thể cài phần mềm Ryzen Master này. Các bạn hoàn toàn có thể bật hai chế độ, đó chính là Ryzen Boot Overdrive và Auto Overclocking. Thì theo lý thuyết thì hai chế độ này sẽ cho các bạn mức xung gọi là ổn định một cách lâu dài hơn và có thể tăng lên tối đa lên khoảng tầm thêm 200 MHz so với cả mức xung ổn định, tức là lên khoảng tầm 4.8. Nhưng mà theo các bài test của gamer Nexus thì chả được tác dụng gì cả. Nên là vì vậy mình hãy dùng chế độ OC bằng Ryzen Master. Thì mình đã OC thử toàn bộ 8 nhân lên 4.2 mặc dù nó cùng với cả mức xung của cái CPU đang chạy ở mức tối đa 8 nhân. Nhưng mà khi mình OC vào Ryzen Master lên 4200MHz thì kết quả mình khá là khác. Tí nữa mình cho các bạn xem. Và đầu tiên là với OC CPU này, các bạn chỉnh phần core trong Ryzen Master không phải vào BIOS nữa, khá là đơn giản. Và thứ hai đó chính là ép xung card. Thực ra việc mò xung card khá là lâu. Thì MSI Afterburner cho anh em một chế độ, đó chính là chế độ Auto Overclocking. Anh em chỉ cần bật scan này, đợi khoảng tầm 30-40 phút. Thì sau đó thì MSI cho chúng ta một cái mức xung. Thì ở đây mình đã lưu lại là mức xung số 2 thì ở trong cái xung cấp đây, tức là nó sẽ tăng lên tùy theo thời gian hoạt động của con card. Và ngoài ra nó sẽ thêm một chút RAM. Thì bây giờ mình sẽ thử chế độ, đó chính là chế độ mặc định toàn bộ để chúng ta thử với bài thử nghiệm, đó chính là Heaven Benchmark. Và hơi buồn đó chính là mặc dù cái RAM mình đang dùng là cái RAM Corsair Dominator Platinum, nhưng mà cái bi đai của nó là bi đai dạng chất lượng kém, nhưng thực sự là mình không thể chạy lên được 3600MHz. Thấy hơi buồn, còn khi nào mình có thử cái RAM nó ngon hơn thì chúng ta sẽ check được. Đây là mình sẽ thử độ phân giải ở 1920x1200. Rồi, hiện tại mình đang vào là trong engine Ryzen Heaven Benchmark. Thì mình sẽ check benchmark và các bạn có thể thấy là thì Ryzen, các bạn thấy là toàn bộ hiện tại 8 nhân chúng ta ở chế độ mặc định đang chạy ở khoảng tầm 4142 MHz.
nó khá tiệm cận với 4200. Và nhưng mà hiện tại các bạn xem ấy, thì các bạn nên xem đó chính là cái effective clock. Nó sẽ chia trung bình trong một khoảng thời gian giữa mức xung thấp nhất và cao nhất để cho một mức xung trung bình một cách khá là chính xác. Và hiện tại thì anh em phải thấy là đây này, co hoạt động mạnh nhất đang là co 0 đang là 4,1 MHz, và tiếp theo đến là co số 2 với 3,7 MHz và 3,7 GHz, và đến co cuối cùng là co số 7 đang là hoạt động khoảng tầm 2 đến 1,5 đến 2 GHz. Còn các cái co còn lại đang là chạy ở mức xung khá là thấp, và gần như là phần mềm Unity Heaven này nó chạy gần như đơn nhân, tức là chỉ chạy khoảng tầm 4 nhân thôi, chạy 4 nhân là mạnh, còn các nhân còn lại thì gần như là không hoạt động mấy. Và trung bình ra thì cái mức xung tí em sẽ chạy thử xong hết tất cả để xem thử mức xung trung bình của cái con 3700X này khi em chưa mặc định các bạn là bao nhiêu. Hiện tại mình đã xong cái phần bài test của chế độ mặc định cả, thì mức FPS trung bình là 323, điểm là 8137, min là 48.4, max là 671.9. Bây giờ mình sẽ chụp lại phát nhé. Đấy, ok. Rồi bây giờ mình tiến hành ép xung. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở Afterburner và ra sau khi bạn dùng cái phần mềm Overclocking Scanner xong nhá. Hiện tại mình có một cái mức xung cấp ở cái mục số 2. Ok, mình apply vào đấy. Thứ hai đó chính là phần OC CPU. Mình sẽ để profile 2 để manual lên. Và hiện tại thì mình sẽ dạy toàn bộ tất cả sẽ là 4,2. Và mức cọ vôn mình để tạm lên thử là 1,4, và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo tùy CPU các bạn. Đây là mình để mức gọi là thường thường thôi. Và mình apply. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm lại với cả bài test Heaven. Đây nhá. Mức xung các CPU đang lên là 4,2 GHz, và các bạn có thấy là hiện tại nhá, mức effective clock nó đang cao hơn một chút. Đặc biệt đây là hiện 4,1/4, 4, đang có nhân số 3 đang là xung cao hơn trước khá, và đặc biệt nhân số 0T1 đây nhá. Thì mức xung effective clock đang cao hơn trước một chút, và tí nữa mình xem thử mức trung bình effective clock giữa hai cái ra xem là bao nhiêu. Và hiện tại mình sẽ để chạy cái benchmark này khoảng tầm 5 phút, các bạn xem lại kết quả, các bạn đợi mình một tí. Tomorrow. Thì mức FPS chúng ta tăng được 1,5 FPS trung bình. Mức FPS thấp nhất thì chúng ta tăng được 1 FPS, FPS cao nhất tăng 2, tăng 1 FPS. Nói chung là tăng ấy thì chúng một cái mức tăng gần như không đáng kể, và đây chỉ gần như là một mức gọi là tối ưu hóa hệ thống các bạn thôi. Và mặc dù một cái mức này có thể giúp một vài game thỉnh thoảng các bạn có thể gọi là tăng được một tí FPS ấy, nhưng mà mình nghĩ cái vấn đề này nó xảy ra đặc biệt ở trong phần CPU. Đó chính là do con 3700X xung turbo mặc định nó đang là 4.2 và có từng nhân lên 4.4. Nên là khi các bạn mà OC như mình, đó chính là OC toàn bộ 8 nhân về 4.2 thì sẽ trong khoảng tầm một vài phân cảnh, thì lúc đó mức xung mặc định là mức xung turbo 1 đến 2 nhân là 4.4 ấy, nó lại tốt hơn mức xung toàn bộ 8 nhân là 4.2. Nên là đây gần như là một cái mức gọi là qua trao lại qua. Nói chung các bạn có thể chịu thiệt ở phần đơn nhân, và các bạn lấy tăng hiệu năng ở phần đa nhân. Tại vì khi các bạn ép xung toàn bộ 8 nhân lên 4.2, mức đa nhân của các bạn sẽ cao hơn khá nhiều so với mức mặc định là 3.6 của AMD. Cái này tùy thuộc vào các bạn thôi, và mình cũng không nhất thiết là các bạn phải làm gì và làm gì. Nhưng mà mình nghĩ với những bộ vi xử lý của Ryzen thì các bạn để mặc định các bạn chơi game đã khá là ngon rồi. Và ngoài ra, và khi mà mình ép xung thử ấy, thì mức nhiệt độ của CPU luôn luôn là đạt ngưỡng khoảng tầm là 70 độ C. Với một con tản 240 như này mình nghĩ là khá là ổn, kể cả khi mình ép xung một chút lên cũng không vấn đề gì cả. Và ngoài ra thì có xe thì trong những cái công quản này họ cũng đều để chế độ setting, đó chính là mình để chế độ setting là êm ái nhất có thể, thì mình thấy thế là hay hơn. Tại vì thực sự là các bạn không cần đến mức mát quá, nếu các bạn bật chế độ gọi là tốc độ tối đa ấy, thì các bạn có thể có mức nhiệt độ thấp hơn, nhưng bù lại đó chính là tiếng ồn khi chơi game buổi đêm rất là lớn. Nên là vì vậy mình luôn luôn lựa chọn đó chính là chế độ êm ái nhất có thể, và nó chỉ cần giữ nhiệt độ CPU ở mức gọi là ổn định khoảng tầm 70 dưới 80 độ là ok thôi. Và các bạn nghĩ như nào về hệ thống Ngọc Trinh này, các bạn cho mình biết trong phần comment phía dưới video nhé. Và đừng quên là subscribe kênh YouTube để chúng mình có thể cùng nhau giveaway khi mà đạt 120.000 sub, tức là khoảng tầm 500 sub nữa thôi. Và ngoài ra các bạn muốn xem cái video ASMR, đừng quên là chúng mình cũng có một cái video lắp máy ASMR này, và các bạn thấy link ở phần đây nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.